chuyện cùng với Corizon đã phỏng vấn nhiều tuyển thủ nổi tiếng khác nhau trên thế giới, cho nên khi được họ mời phỏng vấn em cảm thấy rất là hãnh diện. Trong buổi phỏng vấn, Corizon đã đặt những câu hỏi sát sao và thiết thực, chứng tỏ cộng đồng quốc tế đã theo dõi team em và VCS rất nhiều, cho nên em sẽ cảm thấy đây cũng là một cái động để em cố gắng nhiều hơn trong tương lai. Từ từ nha, cái này để mình chia sẻ thêm một chút xíu về Corizon. Ủa, ai là người phỏng vấn ta? Mình đang không biết là có phải là Ashley hay không. Ashley là kiểu như là người đứng phải đứng đầu không ta? Ừ, Ashley là người đầu tiên. Ashley Kang là người mình biết khi mà có gặp ở một gặp thì nó cũng chưa nói chuyện nhiều lắm, mà gặp ở các giải quốc tế khi đã từng phỏng vấn một số đại diện của đội Việt Nam đi thi đấu giải quốc tế. Thì Ashley là một người mà theo dõi các giải đấu quốc tế rất là kỹ, tức là Ashley là như là người Hàn Quốc nhưng mà theo dõi các giải đấu quốc tế rất là kỹ, theo dõi đủ đầy đủ tất cả các giải đấu luôn. Và đặc biệt là khi tới các giải quốc tế mà phỏng vấn ai thì Ashley nghiên cứu rất là kỹ. Cái kỹ ở đây nó thể hiện ở chỗ là đặt câu hỏi nó rất là kiểu như khi mà người ta hỏi á, nếu như mà các bạn là một người đã từng được phỏng vấn rồi thì các bạn sẽ hiểu là khi người ta đặt câu hỏi cho mình, các bạn nghe câu hỏi đó xong là các bạn sẽ biết rằng người đó có nghiên cứu trước khi hỏi chưa và nghiên cứu sâu như thế nào. Thì đó thì mình nghe những câu hỏi của Ashley đặt cho mấy đứa game thủ mấy đợt rồi đó, mình còn đi hỗ trợ dịch á, thì là mình biết là đây là một người mà có nghiên cứu cái những cái đối tượng mà người ta phỏng vấn rất là kỹ và có một cái kiến thức rất là ok về Liên minh điện thoại nói chung. Mặc dù là trước khi gặp lần đầu tiên với vai trò là một người phỏng vấn ở tại các giải đấu quốc tế thì mình không hề biết Ashley Kang là ai cả, sau đó mới biết, sau khi gặp mới biết, xong rồi mới theo dõi một số content của Corizon. Đọc sao? Corizon hay là Corizon? Corizon đúng không? Môi trường của sản phẩm Buffalo ấy, nó dễ dàng cho các thông tin cảm thấy là mình có thể lên tiếng, cái tiếng nói của mình nó có giá trị hơn so với là em thời điểm đó không? Em và bọn nó cùng lứa ấy, thì cái cách nói chuyện với nhau sẽ dễ hơn và sẽ có tiếng nói chung, kiểu không có thằng nào nói và thằng kia không được phép nói, kiểu như không có bị kiểu cấp trên cấp dưới ấy, mọi thứ đều ngang lứa với nhau, sẽ dễ nói chuyện hơn. Trong buổi phỏng vấn vừa rồi, em đã có đề cập tới việc so sánh một tuyển thủ vào team với nhiều người dày dặn kinh nghiệm như bản thân em và một lứa tuyển thủ được cùng nhau phát triển đi lên như đồng đội của em là Binzy, Taki, Ariety và Ruby. Điểm mạnh của em là đã nghĩ là sự tin tưởng với nhau, và khi là tụi nó còn là còn một đội trẻ thì tụi nó được duyên anh gen ấy, là kiểu uốn nắn chỉ từ những cái thứ tốt đẹp nhất từ cái lúc mà còn là một đội bán chuyên ấy. Khi tụi nó lên chuyên nghiệp thì tụi nó sẽ dễ đánh hơn, tụi nó đã có bài bản sẵn, còn nghĩ điểm yếu chắc là kinh nghiệm thôi, cần thời gian nhiều hơn để tụi nó đánh có kinh nghiệm nhiều hơn để hay hơn. Ở SGB, em và S đã đảm nhiệm vai trò những người đi trước dẫn dắt tuyển thủ trẻ, cho nên team em đã rút ngắn được khoảng cách kinh nghiệm đối với những team khác. Đó là một trong những lý do tụi em có thành tích khá tốt ở thời điểm hiện tại. Cái phỏng vấn này không biết mình đoán đúng không, mà cái phỏng vấn của Buffalo ngồi quay thằng Hatmet á thì chắc là có chuẩn bị nội dung một chút xíu. Nhưng mà cái phỏng vấn hồi nãy khi mà nó trả lời bên phía phỏng vấn của Jason vừa rồi á thì có cảm giác là đó đều là những câu trả lời mà nó kiểu như nó nghe và nó trả lời ngay thời điểm đó, thì Hatmet là thằng là khả năng phỏng vấn và gọi là sao ta? Cái từ articulate dịch tiếng Việt là gì, lưu loát, nói chuyện lưu loát và vào trọng tâm câu hỏi ở mức cũng rất là tốt. Tại mình thì thôi, mình có một cái điều như thế này, mình sẽ phải luôn luôn nắm được là những đứa nào ở tại VZ là phỏng vấn tốt hay không để mà hỗ trợ cho vị trí MC là chọn là người phỏng vấn. MC thì một thời gian thì họ sẽ tự biết. Các bạn MC từ đến giờ thì sau một thời gian phỏng vấn thì họ đều sẽ thử biết là đứa nào phỏng vấn tốt, đứa nào không. Thì mình là một người cũng hay để ý cái đó để mình biết, để mình còn hỗ trợ. Tức là mình phải biết là đội có đứa nào phỏng vấn tốt, đứa nào không, để còn làm. Ok, tiếp. Nhớ là vụ cái đồ của con ngăn lăng. Nhớ cái đợt tham vô hai trên đen, tức là 4 phút 150 giây, nó không có đợt, có tiếng ra trăm cảm ô, tim mình mạnh cái đèn đầu game lắm, đầu chỉ dưỡng game mình rất là mạnh, mình vô ra được chưa, cẩn thận lên. Nóc tung nó sang từ trên xuống. Ơi Bi, anh đang ăn trong bàn đó, anh cho nên lộn vô đây.
rừng nó chuẩn bị lên cướp đá nè. Ừ, rồi rồi, anh cắm vô tím ở đây nha Bin. À, dì vào chặt rừng nha. Có thâu không đèn nha. Tao sáu luôn nha, tao cứ chết lại. Cái vừa rồi khi mà không phải cái rồi mà bữa giờ nghe mấy cái mic check của bên phía Buffalo á, thì mọi người cũng thấy đúng là những gì mà thằng Asmat nó chia sẻ ở đầu á, tức là đối với lại bên phía Buffalo hiện tại là nó không có cái gọi là phân chia thứ bậc ở trong việc côn. Ý ở đây là một thằng mới hay là một thằng tân binh như Bin Jay vẫn có thể là người côn chính, và kiểu như nó phần nào đó là nó nói được thằng Asmat luôn, là thằng Bi á, Asmat nó gọi là tên nó là Bi. Thì đó là một điều mà chúng ta cũng để ý thấy, một điều cũng khá là thú vị bên phía Buffalo, tức là đây một cái môi trường Buffalo đang xây dựng, nó gọi là dễ hiểu là gì ta, dân chủ ha, dân chủ công bằng đúng không, ai cũng có thể đưa ra ý kiến, mình ai cũng có thể call, tùy coi là lúc đó là thằng nào cảm thấy là ừ mình có được cái thông tin này, mình có được quyết định tốt. Kiểu như vừa rồi Binzai nó điều khiển thằng Hazmat, ừ thằng rừng nó chuẩn bị làm này nè, anh đẩy anh vô anh làm gì đó, thì Hazmat nó cũng ok không vấn đề gì đó. Thật ra thì mình không biết là ở Hàn Quốc khi mà thi đấu thì cụ thể nó như thế nào, nhưng mình đang muốn nói là cái chuyện mà một cái hệ thống côn 5 thằng ngang nhau hay là một hệ thống một thằng côn 4 thằng làm á, thì cái nào sẽ là tốt hơn, tại vì mỗi cái độ mỗi cái cách thì nó đều có một cái sự, nó đều có những cái hai mặt. Cái này mình chắc là mình nói gần một số lần rồi. Ví dụ như là 5 thằng cùng côn thì nó sẽ có nhiều thông tin hơn, góc nhìn đa chiều hơn để tiếp cận trận đấu, nhưng mà nó sẽ có một cái mặt bất lợi là nếu như có những cái ý kiến trái chiều nhau và hai người đó là những người có cá tính mạnh á, thì có thể dẫn tới việc loạn, gây nhiễu và gây xung đột khi mà thi đấu. Còn phía bên kia thì một người côn bốn người làm thì được cái là ừ nó sẽ thống nhất và không có nhiều pha là ừ người này làm A người kia làm B, nhưng mà nó sẽ bị một cái là một thằng mà làm hết thì nó sẽ rất là khó, một thằng mà nhìn hết thì nó rất là khó, nó có thể ảnh hưởng tới sự tập trung của thằng đó, nó có thể ảnh hưởng tới bản thân thằng đó, hoặc là thằng đó mà sai một cái là chết, tại vì một thằng điều khiển bốn thằng còn lại mà. Thì nói chung là cái hệ thống nào nó cũng sẽ có mặt tốt và mặt xấu của nó. Vấn đề chỉ là khi mà đã xác định được cái cách mà mình muốn rồi, cái mô hình mà mình muốn rồi, thì là phải theo nó, theo một cách chặt chẽ. Đã xác định là 5 thằng cùng côn và bình đẳng thì là 5 thằng cùng côn và bình đẳng, và cố gắng hạn chế bớt những cái mặt tiêu cực của nó. Ví dụ như là ừ việc 5 thằng cùng côn thì một vấn đề dễ xảy ra là bị loạn. Thì đó, mỗi cái hệ thống thì phải biết được mạnh yếu ra sao, và khi mà đã chọn rồi thì phải theo nó tới cùng. À sao nha. Ờ đẩy luôn, đẩy luôn. Không lắp, nó thôi thách đấu hàng, thách đấu hàng làm cú kéo đuôi con mắt đúng không? Thế là sao nhỉ? Đấy luôn, đấy luôn ok ok, xuống dưới xuống. Ê, dưới tụi nó mà đứng lá rồi tao gờ ra luôn á tụi bay. Ok, thằng này có chiếc chưa thập nha. Bi có thì Bi, để Bi đi một mình, nó mà bắt thằng Bi thì bốn thằng mình đẩy nát cái chậu tốt nó. Đó thấy không? Không cần thiết phải đi theo thằng Bi. Rồi các bạn thấy rất là rõ là cái gọi là Buffalo hiện tại đang theo cái mô hình nào đúng không? Là thằng nào cũng côn được cả, như thằng HS đầu trận thì bị Binzai điều khiển để canh defend rừng, thủ rừng. Cuối trận thì bị Taki điều khiển đẩy lẹ. Tính ra Hazmat là đội trưởng, nãy giờ toàn là bị điều đi chỗ này chỗ kia không à. Giải thì nhiều fiddle stick quá. Ok. Từ. Giỡn nha Bi ơi, đừng buồn anh nha Bi. Không rộng kìa. Kìa. Mày phong bên này đất mặt. Ok 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 ok, cứ từ từ thôi tụi bay. Mình cứ đến cọ nhảy với nó. Lùi xíu. Chụp nó. Đây. Nó đang ở đây mà Bin. Ok ok. À mày ăn đi. Tính ra là có ai phân tích 10 phút đầu DNK trận này với lại Buffalo chưa? 10 phút mà mình nghĩ rằng là DNK nó dâng hiến nguyên một cái ván đấu này cho bên phía Buffalo, là cái pha lên găng áp lực top sớm, xong rồi sau đó là cái pha này nữa, pha chết này nữa, đúng không?
kiểu như là mình không biết là mình có quá khắt khe không khi mà nhìn nhận cái pha đó, hay là mình có đánh giá kiểu là phiến diện quá không, nhưng mà mình cảm giác nha, đây là một cái ván đấu mà Dinkay nó xử lý hai pha cái là đi luôn. Tiếc, thật sự mình rất là tiếc cái ván này. Cái ván này mình nghĩ lẽ ra là có thể hay hơn rất là nhiều nếu như Dinkay nó đánh chắc hơn. Mà để thằng Binzay nó ao rừng quá. Ăn đi Bin nào. Nó phóng lao nè. Ê Bin, nó vô nó làm gì trong đây á, nó phóng lao hai cái không á. Ai tác dụng gì xong rồi nó nhảy vô chỗ cái bức tường đó. Bên cạnh lại nha, kêu Win vô nha. Đang đánh với sụp hết đấu hàng nên đừng có sợ nha Nghĩa. Không sao. Ơi bắt tao cần quay này tụi mày đánh thủ. Đánh cho anh mệt để vô đánh rừng nó là nghe em. Ok em ngủ luôn hả? Ê tính ra là trừ Levi nha, mình chưa nghe được nhiều mai chết của các đội lắm, mà mình chưa thấy thằng rừng nào mà nó giao tiếp kiểu như là Binzay. Ý của mình đây là nó giao tiếp cực kỳ rõ ràng và chắc chắn á, nó không làm cho đồng đội bị rối về cái cách xử lý. Nó mình không biết cái này, không biết đối với mọi người nghe có thể là nó đơn giản, nhưng mà mình cảm giác là không nhiều đứa game thủ khi mà Cole có thể Cole được nhưng Binzay đâu, tức là nó đưa thông tin đầy đủ ngắn gọn và đồng đội không thể nào làm sai được. Không thể nào làm sai với cái cách cô này của ông Binzay được. Tao cần tụi bay đánh thủ để tao đánh lên top. Là tất cả những thằng nào mà không phải top là phải đánh thủ, đúng không? Đơn giản vậy thôi. Ghê á, thằng này được. Thôi ok. Buffalo này phong độ này thiếu ổn định lắm, chuẩn bị mất cái hàng gì cho Cerberus. Tao có World. Thủ nha Nghĩa. Không tao có G có đốt nha. Xong nó có lát nha bạn, xong rồi em đang đá nha Bi. Nhìn em cái. Rồi anh thấy rồi em. Để là. Ừ. Xong nó còn hai gua nha. Ren đào được này hay thì. Em nghĩ rằng đi đá chuẩn bị lên canh anh á. Đợi em xíu đi. Miễn về ra. Ừ. Ren thì đào được Binzay. Ba rồi đào được Sena. Anh bảy chim được Bin, anh bảy chim được không? Thôi để em. À quên, Tí Nị là người đào Sena đúng không? Xong ba rồi là người mài, quên. Cho mình xin lỗi, mình nói lại nha. Tí Nị là người đào Sena đúng không? Không, trước đó là có Thầy Ly. Thằng Sena khởi đầu F5, tức là Sena ở Thầy Ly. À hình như là Thằng Izu hay là thằng Mạnh Mèo là những người đào thằng Sena. Tại vì thời đó thằng Sena khởi nghiệp ở F5 F5 Hà Nội đúng không? Đợt đó ở Hà Nội thì có liên quan tới Izu với Mạnh Mèo không ta? Hay là có một ông thầy Hàn Quốc nữa của đội Hà Nội Dragon với, đúng không? Hà Nội Phoenix đúng không? Izu. Tức là theo mình nhớ không lầm thì hồi hai cái đội Hà Nội đó, thời gian ban đầu á, thời gian sau thì có một ông thầy người Hàn nữa, nhưng mà thời gian ban đầu là thằng Izu với thằng Mạnh Mèo là những người mà làm với hai đội đó. Mình không biết là thằng làm chính, nhưng mà để coi nói chính xác hơn là chính là Izu với lại Mạnh Mèo, để từ từ confirm lại, xác nhận lại là người đã đào Sena. Đào xong thì bị cắt gió vùi lấp, xong được Tí Nị đào lên lại, xong rồi gửi cho bà nội mài. Giờ thành quả nó ra như vậy đó. Liên minh huyền thoại nợ Izumin, Melody, Tinikun với lại bà đá béo một lời cảm ơn chân thành nhất. Tao bị lên rồi. Bỏ đi ra, lấy chủ mít rồi, tao giết anh luôn. Sau khi kết thúc giai đoạn lượt đi với kết quả 5-2, em rất hài lòng về kết quả đó và khởi động ở lượt về win một trận với TS thì em rất mừng. Nhưng đối với bản thân em cảm thấy chưa hài lòng vì game 2 em chưa gánh được đội và game 3 em chưa đánh đúng ý đồ của team đề ra. Giai đoạn lượt đi với tỷ số là 5-2 thì đây là một cái đối với bản thân mình thì chấp nhận được. Tuy nhiên thì trong quá trình đó xảy ra một vài cái biến số và mình không thể control được cái điều đó, thì đó là cái điều mình đáng tiếc nhất. Và trong trải qua quá trình thi đấu thì mình cảm thấy cả team mình phát triển theo từng trận, họ đã khắc phục được những cái nhược điểm của bản thân và để trở thành một cái phiên bản hoàn hảo hơn trong tương lai. Quá trình mà phát triển ở trong giải đấu mà nhanh nhất thì có lẽ đó là Foggy. Người mà tạo cho mình một cái điểm nhấn đặc biệt và cũng sự đột phá nhất khi đánh giải đó là Binzay.
lối chơi của em hiện tại là team em đang cần như vậy, chứ em không phải có một lối chơi. Em không sợ người khác bắt bài em, chỉ là em sợ bản thân em mắc lỗi và không làm đúng ý đồ của ngài Ren. Thì đối với mùa này cái lối chơi người ta gọi Ren là ngài Ren. Là ở đầu mùa trong xuyên suốt mùa giải thì ở thời điểm mình không biết là ở trong hậu trường á, kiểu như là sinh hoạt hàng ngày, kiểu không phải đi thi đấu hay là phỏng vấn mà sinh hoạt hàng ngày bên phía SGB mấy nhỏ đã gọi thằng Ren là ngài Ren. Nghe nó buồn cười lắm. Hôm bữa mình hình như có một MC nào, một MC mới bên VTV là cũng phỏng vấn xong rồi. Không biết, mình không nhớ là đã nói trên phỏng vấn luôn rồi. Kiểu như là khi bình thường nó có gọi đó là ngài Ren không ta? Nghe nó buồn cười. Hôm bữa có một MC của VZ, đợt một bạn MC mới khi mà soạn câu hỏi á, thì có ghi vô cái nội dung soạn gọi thằng Ren là ngài Ren, xong mình phải nhắc liền là không có được. Gọi có đó gọi chơi cho vui thôi, chứ khi lên phỏng vấn là gọi đó là huấn viên Ren hay thôi, hoặc là Ren thôi, chứ là ai lại gọi nó luôn ngài Ren kiểu như. Xong giờ thằng Vinjay phỏng vấn gọi ngài Ren luôn. Nhiều khi nó gọi ngày Ren thì hiện tại thì SGB vẫn chưa hoàn thành tốt và chưa làm nó một cách hoàn hảo nhất. Thì đối với tụi mình thì giai đoạn lượt về là một cái giai đoạn để tụi mình có thể trau dồi hơn, có thể làm mọi thứ nó mượt mà hơn và tốt hơn, để tụi mình chuẩn bị cho một cái giai đoạn sắp tới rất là căng thẳng, đó là giai đoạn playoff. Cerberus là đội tuyển đánh rất quy củ và bài bản. Họ nghiên cứu và chuẩn bị những đối thủ họ đối đầu rất là nhiều. Ở tuần này bọn em đã chuẩn bị chiến thuật để đối đầu với Cerberus. Em hy vọng kết quả tuần này sẽ tốt đối với bọn em. Trong lượt đi Cerberus, em đã đối đầu với người chơi đi gần phút 1 cùng trang lứa với em, nên em chưa thể hiện gì nhiều. Ở lượt về này em rất mong được gặp anh Siêu Hào để cọ sát và học hỏi kinh nghiệm từ anh nhiều hơn. Chiến lược của mình trong lượt về là mình sẽ gặp... Đúng rồi, lượt đi phút 1 gặp lượt về gặp Siêu Hào nó cọ cho hai sát. Bình dây đã được hoàn thành tâm nguyện. Trận đấu đối với Gam mà mình sẽ cố gắng dùng hết mọi thứ để có thể chiến thắng ở trận thi đấu đối với Gam. Tại vì đối với bản thân SGB thì cái trận đấu với Gam nó sẽ là một cái trận đấu mà giải tỏa cái cảm xúc và giải tỏa cái tâm lý rất là mãnh liệt để cho tuyển thủ từ cái bước đó phát triển lên một bậc nữa. Thì đây là một cái trận chiến mà đối với mình khá là căng thẳng. Còn đối với những trận chiến còn lại thì tụi mình cũng sẽ cố gắng hết mình, vì đối với tuyển thủ SGB từng trận chiến là từng cái sự nỗ lực, từng cái sự cố gắng của mỗi ngày, để đó là cái thành tựu mà khi họ đạt được. Trong giai đoạn lượt về ghê quá, giờ này Ren ghê quá. Với những team khác họ có những cái sự bổ sung rất là chất lượng. Nói tốt. Tuy nhiên những cái sự bổ sung đó không có ảnh hưởng lớn đến. Để mình chia sẻ gì góc nhìn như này của mình về thằng Ren một chút xíu. Thường anh nói ngắn gọn nha. Nói ngắn gọn là hiện tại là ít nhất là về mặt chuyên môn thì chúng ta cũng đã thấy là SGB đang có một cái bước tiến và thành quả nhất định. Nhưng mà mình đang muốn nói riêng về cái nói chuyện trước ống kính á, là thằng Ren nó cũng có những cái bước tiến rất là đáng chú ý. Đối với mình thì ngay từ những lúc đầu tiên mà thằng Ren nó phỏng vấn ở, nói chung là ở tại các nội dung của VTV á, thì nó đã phần nào đó như vậy rồi. Tức là nó dùng từ rất là trau chuốt, nó muốn dùng những cái từ mà nghe nó rất là kiểu nó hơi hoa mỹ một tí, và nội dung thì nghe nó có một chút xíu gọi là nó hơi deep. Nhưng mà cái phần delivery của nó, tức là cái phần nói của nó cái cách mà nó nói rồi nhả chữ rồi này nọ, và cái biểu cảm của nó chưa thực sự nó được gọi là mượt lắm, vẫn còn có những vết xước và nó khiến cho người nghe cảm giác là sẽ hơi bị sượng một tí. Đó là giai đoạn đầu sự nghiệp và giai đoạn khởi đầu của huấn luyện viên Ren. Còn bây giờ các bạn thấy không, phần phỏng vấn này đối với mình là thằng Ren nó làm quá tốt. Nhiều khi mình vô cái vị trí đó mình nói mình chưa chắc nói tốt, nói mượt, mà nó cái phần mà truyền tải cảm xúc và thông điệp nó tốt như thằng Ren. Thực sự là Buffalo nói chung và Ren nói riêng là một cái sự phát triển mà mình cảm thấy rất là rõ ràng ở tại VZ. Với lại cái cách vận hành và cách mà mình đã chuẩn bị đối đầu với các team khác, bởi họ không có thời gian chuẩn bị nhiều khi đã có một sự thay đổi lớn như vậy, thì đối với mình đây là một cái thời điểm mà có thể chứng minh được là cho dù đối phương là ai thì SGB chỉ cần giữ vững cái bản chất và cái lối đánh của mình thì tụi mình sẽ có nhiều lợi thế trong giai đoạn cấm và chọn cũng như là trong lúc mà triển khai thế trận. Cái này ra cấp là hơi giàu. Đùa.